thắp nén hương lòng kính nhớ mẹ cha đã ra đi, để lại trong con bao niềm thương tiếc nuối nao nguôi, bao niềm đau xót xa ngậm ngùi. Mẹ cha đã mất, con bơ vơ khi mùa xuân đến. Nghe gió xuân sang, con mình mang kiếp sống lạc lối, thương nhớ hoài tình nghĩa mẹ cha. Này đây nén hương con dâng lên, thiết tha nguyện cầu chùa mùa xuân thương đến mẹ cha. Ngài ban hạnh phúc cho mẹ cha, sáng tươi muôn đời như mùa xuân, xanh thắm khôn vời. Tình Chúa cao vời như biển khơi, bao dung vơi vơi cho mẹ cha một đời sống mới. Con hát muôn lời ngợi ca, vì Chúa thương cho mẹ cha là hình bóng của Ngài. Công ơn cha mẹ như biển trời sông nước mênh mông, một đời thương con mang nặng bao cay đắng khổ đau, không ngờ chi nắng mưa sớm chiều. Tình cha mẹ đã nuôi con qua những ngày gian khó, con đã lớn khôn nhưng còn đâu bóng dáng cha mẹ, đau xót vì chẳng đáp đền ơn. Này đây nén hương con dâng lên, thiết tha nguyện cầu chùa mùa xuân thương đến mẹ cha. Ngài ban hạnh phúc cho mẹ cha, sáng tươi muôn đời như mùa xuân, xanh thắm khôn vời. Tình Chúa cao vời như biển khơi, bao dung vơi vơi cho mẹ cha một đời sống mới. Con hát muôn lời ngợi ca, vì Chúa thương cho mẹ cha là hình bóng của Ngài. Biết nói chi hơn, chỉ khấn cầu lòng Chúa xót thương. Ngàn vạn công ơn con làm sao báo đáp giờ đây, chỉ cầu xin Chúa thương lập đầy. Càng thương càng nhớ, con van xin tình Ngài nâng đỡ. Mong sao một ngày kia kết thúc cuộc đời, hạnh phúc trùng phùng với mẹ cha. Này đây nén hương con dâng lên, thiết tha nguyện cầu chùa mùa xuân thương đến mẹ cha. Ngài ban hạnh phúc cho mẹ cha, sáng tươi muôn đời như mùa xuân, xanh thắm khôn vời. Tình Chúa cao vời như biển khơi,
bao dung vơi vơi cho mẹ cha một đời sống mới. Con hát muôn lời ngợi ca vì Chúa thương cho mẹ cha là hình bóng của Ngài. Thắp nén hương lòng kính nhớ mẹ cha đã ra đi, công ơn cha mẹ như biển trời sông nước mênh mông, biết nói chi hơn chi khẩn cầu. Lòng Chúa xót thương. Nhật ký 1486. Cuộc trao đổi của Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn ngã lòng. Chúa Giêsu, hỡi linh hồn đắm chìm trong tăm tối, con đừng thất vọng, tất cả vẫn chưa hư mất cả đâu. Con hãy đến và tin cậy nơi Thiên Chúa của con, Đấng là toàn yêu và toàn thương. Nhưng linh hồn ấy cứ cuộn mình trong bóng tối, giả ngơ giả điếc trước lời nài nỉ. Chúa Giêsu lại mời gọi: Con nhỏ của cha ơi, hãy lắng nghe lời hiền phụ đầy thương xót của con. Trong linh hồn ấy thốt ra lời đáp: Đối với tôi chẳng có xót thương gì cả. Và rồi nó lủi vào bóng đen tăm tối hơn trước, một nỗi tuyệt vọng giống như thể phải chịu trước thảm cảnh hỏa ngục và làm cho linh hồn không thể đến gần Thiên Chúa. Chúa Giêsu lại cất tiếng mời gọi linh hồn lần thứ ba, nhưng linh hồn vẫn cứ điếc, cứ mù, cứng lòng và thất vọng. Khi ấy, lòng thương xót Chúa bắt đầu thi thố mà không cần sự cộng tác của linh hồn nữa. Thiên Chúa vẫn ban cho họ ân sủng cuối cùng. Nếu ân sủng này cũng bị chê chối, Thiên Chúa sẽ bỏ mặc linh hồn trong thảm trạng mà họ đã tự chọn cho đến muôn đời. Ân sủng này phát nguyên từ trái tim nhân lành của Chúa Giêsu và ban cho linh hồn một ánh sáng đặc biệt, giúp linh hồn nhận thức được sự nỗ lực của Thiên Chúa. Nhưng việc hoán cải vẫn tùy thuộc vào ý muốn riêng của linh hồn. Linh hồn ấy biết rằng đây là ân huệ cuối cùng đối với họ, và chỉ cần tỏ ra một tia thiện chí thì lòng thương xót Chúa sẽ thực hiện tất cả những gì còn lại. Lòng thương xót toàn năng của Cha đang hoạt động nơi đây. Hạnh phúc cho linh hồn nào biết tận dụng ân sủng này. Chúa Giêsu, trái tim Cha ngập tràn sướng vui khi con quay về với Cha. Bởi vì con yếu đuối, Cha sẽ bồng con trên cánh tay và đưa con về nhà Cha của Cha. Linh hồn như vừa chợt tỉnh, rụt rè hỏi: Lẽ nào con vẫn còn được thương xót hay sao? Chúa Giêsu, con nhỏ của Cha ơi, vẫn còn. Con có quyền đặc biệt đối với lòng thương xót của Cha. Hãy để tình thương Cha hoạt động nơi linh hồn tội nghiệp của con. Hãy để những tia sáng ân sủng thấu nhập vào linh hồn con. Chúng sẽ mang theo ánh sáng, hơi ấm và sức sống. Linh hồn: Nhưng con quá kinh hãi khi nghĩ đến tội lỗi của con, và nỗi kinh hãi này đưa con đến chỗ hoài nghi lòng nhân lành của Chúa. Chúa Giêsu: Hỡi con nhỏ của Cha, tất cả tội lỗi trước kia của con gây nên thương tích cho trái tim Cha, không đau đớn cho bằng thái độ thiếu tín thác của con hiện giờ. Sau quá nhiều cố gắng của tình yêu và lòng thương xót của Cha, thế mà giờ này con vẫn ngờ vực lòng nhân lành của Cha. Linh hồn: Lạy Chúa,
xin thương cứu vớt kẻo con chết mất. Xin Chúa hãy là đấng cứu độ của con. Lạy Chúa, con không biết nói gì thêm nữa. Trái tim tội nghiệp của con đã tan nát đành đoạn. Còn Chúa, ôi lạy Chúa. Không để linh hồn dứt lời, Chúa Giêsu đã nâng linh hồn khỏi đất và từ vũng sâu khốn cùng của linh hồn. Chúa dẫn họ vào nơi nương náu trong trái tim người, nơi tất cả những tội lỗi của linh hồn sẽ lập tức biến tan vì được ngọn lửa tình yêu tiêu hủy. Chúa Giêsu, hỡi linh hồn, đây là tất cả báu tàng của trái tim Cha. Con hãy nhận lấy tất cả những gì con cần thiết. Linh hồn, lạy Chúa, con được ngập lút trong hồng ân Chúa. Con cảm thấy một sức sống mới đang trào dâng trong con. Và nhất là con cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong tâm hồn con. Thế là đủ cho con rồi. Ôi lạy Chúa, con sẽ tôn vinh lòng thương xót toàn năng của Chúa cho đến muôn đời. Được lòng lành Chúa khích lệ, con sẽ giải bày cho Chúa tất cả những nỗi phiền muộn của tâm hồn con. Chúa Giêsu, hỡi con nhỏ của Cha, con hãy kể cho Cha nghe, đừng giấu giếm điều gì. Bởi vì trái tim từ ái Cha, trái tim của người bạn tốt lành nhất của con đang lắng nghe đây. Linh hồn, lạy Chúa, giờ đây con nhìn ra tất cả nỗi vô ơn của con, cũng như lòng nhân lành của Chúa. Chúa vẫn đeo bám con bằng ân sủng, trong khi con lại cản trở lòng lành của Chúa. Con thấy mình đáng chịu vạt nơi tầng sâu hỏa ngục vì đã khinh thị ơn Chúa. Chúa Giêsu ngắt lời, con đừng quá để trí đến nỗi khốn cùng của con. Con còn quá yếu ớt, không thể nói về điều ấy. Tốt hơn, con hãy nhìn vào trái tim đầy lân tuất của Cha và hãy thấm nhuần những tâm tình của Cha. Con hãy gắng sống hiền lành và khiêm nhường, biết xót thương người khác như Cha đối với con vậy. Và nếu cảm thấy sức cùng lực kiệt, con hãy đến với nguồn mạch xót thương để củng cố linh hồn. Con sẽ không bị rã rời trên bước đường lữ hành của con. Linh hồn, giờ đây con đã hiểu lòng thương xót Chúa vẫn bao bọc con và như một ánh sao rạng ngời dẫn đưa con về nhà Cha con, giữ gìn cho con khỏi những nỗi kinh hoàng hỏa ngục mà con đã đáng xa vào, không phải chỉ một mà cả ngàn lần. Lạy Chúa, đối với con, cõi đời hầu như cũng vẫn không đủ cho con dâng lời chúc tụng xứng đáng với tình thương xót và lòng trắc ẩn vô cùng mà Chúa đã dành cho con. Mời cộng đoàn cùng hiệp ý với chúng con trong giờ khấn lòng thương xót ngày thứ nhất, cầu cho toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Và trong giờ khấn này xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, những gia đình đang gặp khó khăn, và cầu nguyện cho quý vị ân nhân của chúng con còn sống hoặc đã qua đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đấng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con, tình thương mến nâng u con ngày đêm, nhuận thâm sáng hồn tràn lan ơn thiêng. Lạy
Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nặng chịu trên vì con mà con đã cả lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xưng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng, dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nặng thời quan phong Sio Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tang xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của
khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con dân yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy mau và nương đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắng ân, Đấng duy nhân tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xung phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông ngôi ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối. Mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi, lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn âm ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc,
Chúa là thiên đàng, là đấng cứu đội, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tân ca của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ai Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của Mẹ Maria dân thánh. Mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây, xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kính lòng thương xót Chúa sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ngày thứ nhất, cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hôm nay, con hãy dâng lên ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương xót của ta. Bằng cách đó, con đã an ủi ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bản tính Chúa là trắc ẩn, yêu thương và tha thứ. Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa. Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con vào trái tim từ bi lân tuất của Chúa. Đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa, làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Lạy Cha hằng hữu, xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại, cách riêng các tội nhân khốn khổ. Họ đang ẩn mình trong trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu. Vì cuộc tử nạn của Người, xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng lòng thương xót của Cha đến muôn đời. Amen. Thầy con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời tiên chúng. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vây vùng không làm chuyện chung. Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tâm cấm sinh lực và ban cho người nơi đây hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù. Kinh dâng gia đình cho trái tim Đức Chúa Giêsu là vua. Lạy đấng thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ ra cho thánh nữ Margarita Maria biết lòng Chúa ương ao cai trị các gia đình giao hữu, thì hôm nay chúng con đến tung hô nhân quyền tuyệt đối Chúa cai trị gia đình chúng con. Chúng con muốn từ rầy mà đi hằng ăn ở theo hành thánh Chúa,
chúng con muốn cho gia đình chúng con trổ sinh các nhân đức mà Chúa đã hứa cho kẻ giữ các nhân đức ấy được sự bình an ngay từ đời này. Chúng con muốn xa bỏ tinh thần thế tục Chúa đã luân phạt. Chúng con nguyện giữ đức tin đơn sơ trọn vẹn để Chúa cai trị chi chúng con. Nguyện tận tâm nong ngày bên Chúa và năng rương lệ cho lửa men hằng cháy luôn để Chúa cai trị lòng chúng con. Lạy trái tim cứng trong, xin Chúa thương chủ tòa càng khi chúng con hội họp. Chúng lành cho mọi việc hồn xác chúng con làm, khu trừ các nỗi âu lo, làm cho nên thanh thiện các sự vui mừng. Xin dung đỡ chúng con trong các cơn phiền não. Lạy trái tim Đức Chúa Giêsu, nếu trong chúng con khi nào có ai vô phúng làm cứng lòng Chúa, thì xin Chúa nhắc cho nó nhớ. Chúa vốn nhân từ thương kẻ có tội ăn năn. Khi gia đình chúng con có kẻ qua đời mà phải tang sầu ly biệt, thì mọi người chúng con kẻ khuân người còn, xin khâm phục lệnh Chúa đời đời gia đình. Chúng con sẽ tự an ủi lấy mình vì đã chăng rằng có ngày cả gia đình chúng con sẽ hợp nhau trên trời và hát mừng sự vinh hiển Chúa và cam khen các ơn lành Chúa đời đời. Lạy trái tim cứng sạch đứng bà Maria, lạy thánh tổ phụ Giuse vinh hiển, xin hãy dâng việc chúng con dâng mình này lên cho Chúa. Xin hãy nhân cho chúng con nhớ rằng trọn đời chúng con đã dâng mình cho Chúa. Vạn tuế trái tim Đức Chúa Giêsu là vua và là cha cả chúng con. Amen. Lòng thương xót Chúa tuôn trào như thác bên biển khơi, sóng nước dâng cao trời xanh mây mù đen tối. Chúa ơi xin thương xót con là kẻ có tội ăn năn không hối, nguyện Chúa dù tình thứ tha. Chúa như người cha luôn luôn thứ tha dù con xa rời Ngài. Chúa như mẹ hiền nâng niu con trên đầu gối. Lòng thương xót Chúa muôn nơi vượt biên khơi ngàn trùng luôn mãi rạng ngời tình thương. Lòng thương xót Chúa tuôn trào như thác bên biển khơi, sóng nước dâng cao giữa xanh mây mù đen tối. Chúa ơi xin thương xót con là kẻ có tội ăn năn thống hối, nguyện Chúa dù tình thứ tha. Lạy Chúa, con ở dưới vườn sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhẫm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa châm tội, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng.
Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được ý yên. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.